YouTuber người Brazil đến Việt Nam chỉ vì nghe đồn rằng Việt Nam là quốc gia có ít người béo phì nhất thế giới và cái kết. Các bạn thân mến, trong một thế giới mà tỷ lệ béo phì tăng cao đến mức đáng báo động, YouTuber người Brazil tên là Eliezer bắt đầu một chuyến hành trình hấp dẫn đến một vùng đất bất chấp xu hướng toàn cầu. Video trên YouTube có tiêu đề Hành trình đến quốc gia có ít người béo phì nhất thế giới đã ghi lại trải nghiệm sâu sắc của chàng trai người Brazil ở Việt Nam. Một quốc gia nổi tiếng với tỷ lệ béo phì thấp đáng kể và lối sống vô cùng tươi mới, ẩm thực phong phú và lành mạnh. Trong video của mình, Eliezer đã đi sâu vào các chỉ số béo phì bằng cách sử dụng chỉ số khối cơ thể BMI. Trong đó, cân nặng được chia cho bình phương chiều cao. Anh đã minh họa quá trình này bằng các phép đo của riêng mình, cho thấy chỉ số BMI của anh là 20,8, nằm trong phạm vi bình thường như được mô tả trên thang BMI. Một nghiên cứu về thang đo đã nhấn mạnh rằng chỉ số BMI từ 18 đến 20 năm biểu thị cân nặng khỏe mạnh, trong khi các giá trị trên 30 cho thấy đó là tình trạng béo phì. Quy mô của đại dịch béo phì toàn cầu đã được tiết lộ, với số liệu thống kê đáng kinh ngạc cho thấy nó đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1975. Các quốc gia như Hoa Kỳ, nơi có 36% dân số bị béo phì, và Brazil, nơi có 22% dân số phải vật lộn với bệnh béo phì, đã minh họa mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này. Thật kỳ lạ, một ngọn hải đăng về sức khỏe đã xuất hiện ở Việt Nam, đất nước nổi lên như một ngoại lệ thú vị trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng. Sau đó, Eliezer đã đi bộ dọc theo con phố tại hiện Hà Nội và chia sẻ thêm. Đi bộ qua những con phố sôi động, ấn tượng ngay lập tức với tôi là sự tươi mới. Có thể thấy rõ sự nhấn mạnh của Việt Nam đối với thực phẩm tươi sống và có nguồn gốc từ địa phương, hoàn toàn trái ngược với sự phổ biến của thực phẩm chế biến và bảo quản đông lạnh ở các nước như ở Brazil và Hoa Kỳ. Điều này đã làm sáng tỏ vai trò quan trọng của triết lý ẩm thực Việt Nam trong việc thúc đẩy sức khỏe toàn dân khỏe mạnh hơn. Khám phá ẩm thực Việt Nam, tôi bắt gặp những món ăn truyền thống thể hiện sự cam kết về nguồn nguyên liệu không pha trộn như hoa quả tươi, không đường. Từ những món bún đầy áp rau tươi và thịt mọng nước, cho đến những món ngon địa phương hết sức phong phú và được phục vụ trên mọi con phố. Tất cả những điều này đã vẽ nên một bức tranh sống động về ẩm thực của Việt Nam, nơi thức ăn tiện lợi không mấy ảnh hưởng. Đáng chú ý, ảnh hưởng của các chuỗi thức ăn nhanh toàn cầu như McDonald's và Starbucks tương đối yếu ở Việt Nam, với chỉ 17 cửa hàng McDonald's phục vụ dân số 100 triệu người. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình trạng bão hòa thức ăn nhanh ở các quốc gia khác. Điều này đã nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của người dân Việt Nam với thực phẩm nhiều dinh dưỡng, phong phú và tươi mới. Tiếp theo, giá cả của các món ăn Việt Nam là một điều điên rồ. Một quả xoài hay một trái cây nhiệt đới tinh túy nào đó chỉ có giá cao nhất khoảng 24.000 đồng, trong khi một đĩa cơm rang thịnh soạn, một món ăn chính của người Việt Nam có giá trên dưới 60.000 đồng. Đáng chú ý, món ăn truyền thống của Việt Nam không chỉ tiết kiệm mà còn được phục vụ nhanh chóng, các món ăn được phục vụ trong vài phút. Vì vậy, giá cả và khả năng tiếp cận các loại thực phẩm bổ dưỡng này là một lý do thuyết phục về việc tỷ lệ người béo phì ở Việt Nam lại thấp như vậy. Vượt ra khỏi bối cảnh ẩm thực, Eliezer tiếp tục khám phá bối cảnh văn hóa và lý giải về ý thức sức khỏe của người dân Việt Nam. Eliezer đã quay lại khung cảnh phố đi bộ để mọi người thấy mức độ phổ biến của các hoạt động thể chất của người dân. Những con phố nhộn nhịp, người dân địa phương tham gia các hoạt động thể thao vui chơi hàng ngày và đối chiếu điều này với môi trường đô thị, ít vận động ở các quốc gia có tỷ lệ béo phì cao hơn. Cuối cùng, những điều này đã gói gọn hành trình của chàng trai người Brazil khám phá về ẩm thực và văn hóa của Việt Nam. Anh đã giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam, một quốc gia nuôi dưỡng sự tôn trọng văn hóa đối với cuộc sống cân bằng. Sức khỏe, văn hóa và ẩm thực đang tiếp tục định hình. Việt Nam là một trong những quốc gia có ít người béo phì nhất thế giới. Vậy dân mạng Brazil đã phản ứng như thế nào khi xem được video này của Eliezer? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Năm 2018, tôi đã dành 3 tháng ở Đông Nam Á, thực tế chỉ để ăn đồ ăn địa phương. Tôi đã giảm 7kg và tôi cảm thấy thích thú. Ngoài đồ ăn rất ngon, đồ ăn địa phương ở những quốc gia này rẻ hơn nhiều và cuối cùng bạn sẽ hòa mình vào văn hóa địa phương. Video rất hay, đi du lịch và thích nghi với môi trường bạn đang trải nghiệm. Tôi phát điên khi thấy những người chủ yếu đến từ Việt Nam, tất cả đều gầy mà không biết tại sao. Và bây giờ tất cả đều hợp lý khi họ ăn uống lành mạnh hơn nhiều so với các quốc gia khác. Người Việt Nam quá tuyệt vời. Có lần tôi đang đi trên đường ở thành phố Mỹ Tho, đang tìm một quán cà phê, có một cái bàn ở rìa vỉa hè, có mấy người đang ngồi ăn và uống bia ở đó, thì một người nhìn thấy tôi, anh ta đã ôm chầm lấy tôi và mời tôi ngồi cùng với họ. Họ mời tôi uống mọi thứ và miễn phí.
Tôi đã dành khoảng 30 phút để trò chuyện với người Việt Nam, haha. Tôi sống ở Việt Nam 9 tháng và chỉ trở về Brazil vì đại dịch. Ở Brazil này, chúng tôi ngày càng béo phì, ham vật chất và chớ trêu thay lại bị ám ảnh bởi phẫu thuật thẩm mỹ. Điều làm tôi sốc nhất và tôi không thấy ai bình luận là sao các thành phố và thị trấn ở Việt Nam đều xanh, đâu đâu cũng có cây cối, tôi rất thích điều đó. Tôi thấy ấn tượng trong những chuyến đi đến Việt Nam này của bạn là Việt Nam thể hiện sự hòa hợp giữa họ với thiên nhiên. Tại sao một đất nước nhỏ bé với 100 triệu dân mà mọi thứ vẫn xanh tươi? Thành phố của tôi mở một siêu thị và họ đã chặt hàng trăm cây xanh chỉ để cây không che mất biển siêu thị phát sáng. Ở đó thì cả thành phố xanh tươi, xung quanh con đường xanh tươi, nhiều cây cối đa dạng. Từ chân trời này sang chân trời khác, không thể tưởng tượng được một điều như thế này với dân số gấp đôi Việt Nam như Brazil, thực sự khác biệt lớn về văn hóa. Cây cối xanh tươi như thế này, mình thấy rất đẹp. Các nước nên đầu tư nhiều hơn để thành phố xanh hơn. Các bạn thấy, nơi này có nhà cửa kiến trúc kinh dị, nhưng nếu có cây cối thì nó mềm mại và đẹp hơn. Khác hẳn Brazil, nơi mà kiến trúc thì xấu xí và không có bất kỳ cây cối nào để làm sáng nó, và thêm vào đó là mùi ô nhiễm và mùi phân chó trong không khí. Tôi hoàn toàn yêu Việt Nam, tôi thực sự muốn đến đó một ngày nào đó. Tôi cũng vậy, thật tuyệt khi thấy một đất nước xã hội chủ nghĩa như thế nào trong thực tế. Rõ ràng là rất tuyệt vời, tôi sống ở Bồ Đào Nha và ước mơ của tôi là sống ở Việt Nam. Giá cả mọi thứ và chất lượng cuộc sống ở đó có vẻ tốt hơn nhiều. Tôi hiện đang ở Việt Nam và một điều về thực phẩm khiến tôi chú ý là họ hoàn toàn không sử dụng phô mai. Bánh mì là một loại bánh mì ngon hơn so với bánh mì baguette, nhưng nhân luôn có nhiều rau, giò, nấm hoặc một ít thịt. Nếu muốn phô mai thì cho thêm, nhưng thông thường bạn phải trả thêm phí. Điều này không phổ biến. Tôi yêu các món ăn ở đây. Tôi đã rất có động lực từ các video của bạn để mua một chiếc ba lô và đi du lịch với kinh phí thấp, rất đáng giá. Trời ạ, trước khi Elijah đến Việt Nam, tôi thực sự không biết gì về đất nước đó. Đối với tôi, đó là một đất nước bị lãng quên trên thế giới, nhưng đó là một nơi khiến tôi rất tò mò. Tôi thích những video về chuyến đi đến Việt Nam. Thật là một đất nước tuyệt vời, con người tốt, thức ăn tốt cho sức khỏe, thảm thực vật và phong cảnh tuyệt đẹp. Quá tuyệt, đó là một đất nước tuyệt vời để đi du lịch, thư giãn và nghỉ lễ. Và trên hết mọi thứ đều rất rẻ, không quan liêu hay rườm rà với bất cứ điều gì, quá đỉnh. Tôi hầu như không biết gì về Việt Nam trước các video của bạn, về cơ bản chỉ là về chiến tranh. Nhưng khi bạn đến thăm Việt Nam và quay lại video, tôi thú nhận rằng tôi yêu đất nước này. Đó có vẻ là một nơi tuyệt vời để sống và giàu văn hóa, rất giống với Brazil ở một số phạm vi nhất định và có một số phạm vi khác thì không liên quan. Sự mơ hồ này khiến tôi rất thích nơi này, mong chờ những video tiếp theo. Tôi đã thay đổi cách nhìn về Việt Nam rất nhiều nhờ các video của bạn. Đối với tôi, đó là một đất nước siêu nghèo và chỉ ăn bám. Nhưng thực tế, đó là một đất nước độc lập và có tổ chức. Elijah, video thật tuyệt vời, xin chúc mừng. Thực sự, yếu tố kinh tế luôn chiếm ưu thế trong các quyết định khi chọn thực phẩm nào để ăn. Tôi không biết nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam có biện pháp nào để cấm, đánh thuế hoặc không phục tùng các tập đoàn thức ăn nhanh lớn của Mỹ hay không. Nhưng trái cây ở đó rất phong phú. Một dân số khỏe mạnh tiêu thụ nông nghiệp địa phương, lưu thông nền kinh tế của đất nước. Còn điều gì tốt hơn thế này? Tôi nghĩ cách họ ăn mặc rất mát mẻ, rất thoải mái và dễ chịu. Tôi nghĩ nếu tôi đến thăm Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại quê hương của mình nữa. Ở thành phố Rio Grande của tôi đây, nói chuyện với người dân, có thể thấy đa số ăn uống rất kém, càng nghèo càng kém, không nhiều về lượng mà nhiều về chất, không phải tự nhiên mà bệnh cao huyết áp, tiểu đường, v.v. lại phổ biến ở đây. Tôi cũng nhận thấy một điều, người Việt Nam cũng đẹp, người sau lại đẹp hơn người trước. Wow, làm thế nào mà quốc gia này lại sống đơn giản như vậy, nhất là đàn ông, hòa hợp với thiên nhiên, thực phẩm tốt cho sức khỏe và con người không nhiều kiểu cách. Người đàn ông đó thậm chí đã cởi trần làm bữa trưa cho anh bạn Elijah. Việt Nam là một trong những quốc gia tốt nhất ở châu Á. Chúng tôi đã đến đó một vài lần và chúng tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến đó sớm khi nó mở cửa. Nếu có thể, hãy đến Malaysia. Chúng tôi đã sống ở đó được 1.5 năm và nó là một trong những nền ẩm thực ngon nhất ở Đông Nam Á. Trên đây là một vài bình luận của dân mạng Brazil.
Có thể thấy nhiều người trên thế giới còn chưa hiểu rõ về Việt Nam chúng ta và vẫn nghĩ Việt Nam là một nước nghèo nàn sau chiến tranh. Nhưng chắc chắn với tốc độ phát triển của Việt Nam thì sớm hay muộn bạn bè quốc tế cũng sẽ biết đến một Việt Nam yên bình và mến khách. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.